Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên video của Hiếu trong ngày hôm nay. Cũng như đã hứa, Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4. Bên phía cơ quan chức năng, công an tỉnh Long An đến Thiền An bên bờ vũ trụ để mà điều tra, làm việc một số vấn đề có liên quan đến hành vi loạn luân hay là lừa đảo, thưa quý vị. Thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và thì mới đây nhất, bên phía cơ quan chức năng công an tỉnh Long An cũng đã có cái kết luận và cái vụ án này tại tỉnh Thất Bồng Lai, tức là Thiền An bên bờ vũ trụ thì chúng ta cũng đã biết rồi. Và bên phía cơ quan chức năng họ nói rằng sẽ khởi tố là ông Lê Tùng Vân, tức là cụ Lê Tùng Vân, thầy ông nội, về cái tội loạn luân ở đây, thưa vị khán giả. Đây là một cái thông tin mới nhất mà tất cả các mặt báo chính thống như là báo Pháp Luật, báo Dân Trí cũng mới đây vừa đăng bài. Thì Hiếu cũng xin cập nhật cái thông tin này để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Đây là một cái thông tin làm cho mọi người rất là bất ngờ, cũng như là có những cái ý kiến trái chiều ở trong cái câu chuyện này. Thì chúng ta phán vội kết luận như thế nào, chúng ta còn phải chờ đợi kết quả mà bên phía cơ quan chức năng họ lại tiếp tục điều tra trong cái sự việc này đó, và sẽ sớm có một cái phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới ra sao, thì chúng ta mới biết rằng là cụ Lê Tùng Vân, tức là thầy ông nội, có cái hành vi loạn luân gì ở đây hay không. Nhưng hôm nay thì báo chí cũng đã đồng loạt đưa tin cho rằng là bên phía cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng để mà khởi tố thêm cái tội loạn luân đối với Thiền An bên bờ vũ trụ, và đặc biệt là đối với cụ Lê Tùng Vân, thưa quý vị. Thì nội dung của cái bài báo Dân Chí nói như thế này: vụ án ở tỉnh Thất Bồng Lai, Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. Hết hồn, quý vị khán giả ha. Sau hơn một năm ở tù, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố thêm tội danh loạn luân. Ngày 19 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, công an đã vào cuộc điều tra. Đến nay, công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thì ở đây báo chí cũng có cho chúng ta biết là bên phía cơ quan công an tỉnh Long An cũng đã có đầy đủ chứng cứ xác định là thầy ông nội có quan hệ với con gái ruột của mình đang sống trong là hộ của cô Cao Thị Cúc ở tỉnh Thất Bồng Lai. Và hiện tại thì bên phía công an tỉnh Long An cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ cái vụ việc này, thưa vị khán giả. Đó thì chúng ta còn chờ đợi xem là điều tra như thế nào và khi nào thì khởi tố ra tòa. Và trước đó thì công an tỉnh Long An cũng nhận nhiều đơn thư của các tổ chức cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, cá nhân, cũng như là tội loạn luân ở đây, thưa vị khán giả. Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì đây là cái tội danh 331. Cái phiên tòa cũng đã diễn ra và 6 thầy cô nhận mức án là 23 năm 6 tháng tù. Thì chúng ta cũng đã biết, đúng không quý vị? Ngày 4 tháng 1 năm 2022, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan. Trên cơ sở chứng cứ thu thập, sau khi Viện Kiểm sát cung cấp phê duyệt ngày 5 tháng 1, 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên xét xử ông Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàng Nguyên 4 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù, Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù, tổng cộng là 23 năm 6 tháng tù. Thì đây là nguyên văn của cái bài báo Dân Chí cũng mới đăng đây thôi, cho chúng ta biết là hiện tại đây bên phía cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cũng khởi tố thêm cái tội danh loạn luân đối với Thiền Am bên bờ vũ trụ, thưa quý vị khán giả. Thì đây là cái thông tin mới nhất làm cho chúng ta rất là bất ngờ và cũng rất là đau lòng ở đây, đúng không quý vị? Bây giờ thì bên phía cơ quan công an vào rồi, làm việc rồi, thì chúng ta cũng không biết là phải nói như thế nào. Thì chúng ta chỉ chờ đợi cái kết luận và cái phán quyết sau cùng từ bên phía cơ quan chức năng thôi. Chứ còn mà ở Việt Nam mà chúng ta mà nói cái này cái nọ đó thì rất là nguy hiểm, thưa vị khán giả. Bởi vì cái luật 331 thì vị khán giả cũng biết rồi, ai cũng có thể là vướng vào cái tội đó hết. Bởi vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, có rất là nhiều trường hợp cũng đã rơi vào cái điều khoản này. Cho nên là chúng ta chia sẻ cũng nên hết sức là cẩn thận, bởi vì bên phía cơ quan chức năng họ cũng đã vào cuộc và làm việc, thưa vị. Thì chúng ta tin vào luật pháp sẽ có cái cách xử lý công bằng, không bỏ lọt tội phạm đó. Ai sai thì sẽ xử đúng theo quy định của pháp luật, còn ai đúng thì sẽ có cái tính chất khách quan, công tâm và công bằng trả lời cho dư luận được biết trong thời gian sớm nhất, thưa vị khán giả. Còn đến với cái bài báo pháp luật thì cũng đã đăng cái nội dung thông tin này. Thì Hiếu chia sẻ những cái nội dung trên những tờ báo chính thống thôi, để cho quý vị khán giả theo dõi và tin tưởng tuyệt đối hơn so với những tờ báo lá cải, thưa quý vị khán giả. Ở đây thì họ cũng nói là ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội loạn luân ngày 19 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân. Đó, thì cái nội dung của cái bài báo nói y chang cái nội dung của bài báo Dân Chí mà Hiếu đã chia sẻ cho quý vị khán giả nghe. Không biết là sẽ như thế nào, thưa vị khán giả. Thì chúng ta cũng vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên ở đây. Thì qua cái sự việc này, ai thương, ai ghét thì tùy mọi người, thưa vị. Chứ còn đối với Hiếu, nếu mà bên phía Thiền Am bên bờ vũ trụ có tội loạn luân thì chúng ta cũng phải có một cái cách nhìn khách quan và đánh giá theo cái lương tâm của mình, đó là cái tội này có cần phải là lên tiếng lên án hay không. Đó thì mọi người có một cái câu trả lời và có một cái cách nhận định, thì chúng ta sẽ trở lại trong những video tiếp theo. Đây là nội dung thông tin mới nhất mà Hiếu cập nhật từ những tờ báo chính thống để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết là bên phía cơ quan chức năng Công an tỉnh Long An khởi tố Thiền Am bên bờ vũ trụ thêm cái tội nữa, đó là tội loạn luân, thưa quý vị. Thì theo vị khán giả nhận định và đánh giá như thế nào? Rất mong là vị khán giả để lại bình luận, góp ý và nhận xét. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa, cuối video, Hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.